Chơi bắt câu tiếp theo là level 28 của chương 1 nhá. Level 28 chương 1. Ok, một mình chống lại 34 tên khủng bố. Một tên Toàn có toàn AK-47 đâu. Lên trên này à. Hai tên một mình chống lại mafia. Nha à. Chủ yếu là ngặt súng. Hai em đối đuôi nhau. Cháy 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 luôn. Ok, chết liên tục, hạ sát liên tục. Ôi. Hay cũng liên tục. Ok, quá câu chúng ta đến với lại level 29 của bảng 1. Hôm nay là ngày thứ 3 mình tham gia cái game này và ngày mai mình sẽ được nhận khẩu AK Pro. AK Pro. Ủa. Ôi trời. Thầy đạn làm khổ AK Pro sẽ được lát vàng. Trong lúc hoảng loạn thì anh chàng đã cầm súng bắn bừa ra xuống đất. Đôi khi cái chuột của mình đưa thì mình cũng sẽ bắn lung tung, mà thường thì sẽ không bắn xuống đất. Đó, chỗ này bình thường có máu rồi, bây giờ đã không có máu rồi, độ khó tăng lên. Má tớ má. À, máu ở chỗ khác rồi. Máu bên trong này. Đây mình sẽ tìm chỗ máu mới để ăn thử máu. À, chỗ ok, máu này để chuyển đây rồi. Vừa ra thì đã mất máu rồi. Hết cả. Hết cả. Hết cả. Từ như ngay.
shot. Shot này. Hay súng. Chúng ta lại. Quá máu đó không? À lại có máu tiếp. Không ăn nữa, phải dành đi. Ôi súng liên tục. À. Anh chàng đây rồi. Tiên tầng à? Đến đây làm gì? Đến đây làm gì kì? Còn đấy, 8 bạn nữa. Đồng đội, à, đồng đội chạy. Đồng đội chạy, đồng đội chạy. Ba tên nữa. Ơi. Chú ở đây. Ok, let's go. Câu oh. Bây giờ lại đổi rồi. Máu ở đây. Okay. Đổi chỗ liên tục. Xin thỏ AK chơi. Xin thỏ AK chơi. Tăng thêm đạn. Bắn chết mà không trúng à? Chưa mất máu này, mình chưa cần máu lắm. Một mình chiến đấu với 36 tiền. Úi rồi. Tên rồi. Sợ tốc độ đi quá nhanh rồi.
thắng cái gì đây em ra, thắng cái gì ở đây. Một tên nữa. Còn một tên cuối cùng, mình sẽ sử dụng súng bắn tỉa để tiêu diệt nó. Đấy, tên khủng bố này rất ngoan cố. Đang phòng thủ ở trong này, trong này đó. Trên đây ra trên nhà này. Nó bắn đi đâu đây, nó bắn đi đâu đây, một đôi một headshot. Xin nhiều máu headshot và 31 và 31 chương 1. Một em đã đi thì chúng ta sẽ ăn đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng sẽ tương đương với 100 đô. Ok, nhìn cái tên này đi vào khu vực nhà này. Cực. Bắn ở đâu? Headshot. Một mình chiến đấu với 37 tên khủng bố. Ok, không có tiền ở đây. Vô dụng này, vô dụng này. Headshot, shot head, đối đầu luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, chết luôn. Vô dụng này. Bắn ngư bị thịt. Quá vớ vẩn. Cũng có gì mà vớ vẩn quá. Ồ, ma sư. Bảy xin 37 chỉ bằng 10 tên luôn. Sức tiêu diệt mình quá lớn. Headshot. Chiến quân địch không thể sản sinh kịp. Chết như là vậy. Headshot. Dọc người luôn. Headshot, không có tên nào. Ôi trời, còn có mỗi tên.